chào mừng các bạn đến với kênh vượt qua xế chiều các bạn thân mến có một loài thực vật thường màu hoang dã có thể ăn được và chữa lành từ đầu đến chân nhưng có rất nhiều người vẫn coi như là một loài có dại chúng có cây đực và cây cái cả hai đều có thể dùng làm thuốc được đó chính là cây mã đề nhưng tại sao có thể nói là nó chữa lành từ đầu đến chân? Bởi vì nó có thể làm lành vết thương rất là nhanh. Nó có thể cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm viêm nhiễm rất là tốt. Nhưng trước hết là nói về lá mã đề thì chúng có vị đắng, tính hàn với công dụng chống viêm cực kỳ là tốt các bạn có thể dùng lá đắp trực tiếp lên da và các bộ phận khác trên cơ thể con người khi cần thiết. Vì vậy, nếu không may bị ngã, chảy xước, các bạn hãy dùng lá đắp lên vết xước hoặc dùng cây mã đề để chữa bỏng, vết côn trùng cắn, mẩn ngứa, vết loét và một số bệnh ngoài da khác về công dụng của cây mã đề trong đông y gồm có những công dụng sau đây một cây mã đề giúp lợi tiểu bạn có thể dùng tươi hoặc khô nấu nước uống sẽ làm tăng lượng nước tiểu giúp cho cơ thể giải độc hai kháng viêm có thể nấu nước uống hoặc dùng lá giá nhỏ rồi đắp lên vết mụn có mủ thì vết mụn sẽ bớt sưng tấy. 3. Điều trị ho Uống nước cây má đè sẽ làm tan đờm. Mỗi lần uống có thể giảm ho từ 6 đến 7 tiếng đồng hồ. 4. Chữa đái rằm ở trẻ nhỏ Nếu cho trẻ uống nước má đè sẽ tránh được việc đái của trẻ khi ngủ và điều chỉnh hơi thở nhẹ nhõm và sâu hơn. Năm chữa bệnh cao huyết áp bằng cách dùng từ 20 đến 30g mã đề nấu nước uống mỗi ngày. Cách sử dụng thì có hai cách. Một là sử dụng mã đề như một dược liệu thông qua trà thảo. Hai, sử dụng để nấu canh ăn sống và sau đây là các lưu ý khi dùng cây mã đề. Được biết mã đề có tính lành, an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây. Một, Tránh dùng nước mã đề như nước giải khát. 2. Không uống mã đề vào buổi tối. 3. Không dùng mã đề cho phụ nữ mang thai. Trên đây là những chia sẻ về cây mã đề một loại thảo dược tự nhiên phổ biến và gần gũi với con người hy vọng những chia sẻ này sẽ hữu ích với bạn vì vậy đừng quên chia sẻ đến những người xung quanh biết và thực hiện chúc bạn thành công